Vâng, để vào trong cái nhất là rất là cảm ơn thầy Thầy Quang, cảm ơn bà con hôm nay thì không chỉ là nguyên về đây để thực hiện cái nghi thức để làm cái lễ hoàn long thực trạch. Thế thì tại sao mình phải hoàn long? Bởi vì là khi mà chúng ta động đến những thổ chẳng hạn thì cái việc làm cho cái mạch đất nó tiếp cận nhanh lên trên cái phần dương trạch bên trên thì người ta thực hiện những tác hoàn long giống như khi bị thương thì cần phải bôi thuốc. Nhất là rất là cảm ơn thầy Thầy Quang, cảm ơn bà con hôm nay thì không chỉ là nguyên về đây để thực hiện cái nghi thức để làm cái lễ hoàn long thực trạch. Thế thì tại sao mình phải hoàn long? Bởi vì là khi mà chúng ta động đến những thổ chẳng hạn thì cái việc làm cho cái mạch đất nó tiếp cận nhanh lên trên cái phần dương trạch bên trên thì người ta thực hiện những tác hoàn long giống như khi bị thương thì cần phải bôi thuốc. Cho nên ra là hôm đấy tôi gửi cho anh Hải cái sơ đồ chân trách ngày hôm nay. Anh Hải gửi cái sơ đồ chân trách đến tất cả anh em trong cái nhóm này. Thôi anh em đã nắm được cái sơ đồ chân trách đến xong thì tôi sẽ hướng dẫn. Thì lần này thì do là chúng ta chấn trạch ở phần chùa, cho nên ra là ngôi chùa này thì đã có bắc hướng nam, mà năm nay là năm Giáp Thìn, cho nên là chúng ta sẽ là cái năm rồng, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng luôn cả 12 tuổi để chấn, cho nên là không có phải kiêng kỵ hay là kiêng nghị bất kỳ cái việc gì cho tuổi nào và khi nào cả. Khi đã có đủ 12 con giáp tức là tròn một vòng rồi thì không có vấn đề gì. Tổng số điểm chấn của chúng ta ngày hôm nay sẽ thực hiện là 28 điểm. Tổng là 28 điểm. Thế thì bây giờ nhờ thầy Hạnh bắt đầu là mình đã có cái sơ đồ rồi ấy. Thì mình bắt đầu mình sẽ chia các cái vị trí ra. 28 điểm phục vào 3 7 điểm chính. Đúng ạ. Đó 28 điểm thì trong này nó có tổng cộng là 7 điểm. 7 điểm là 7 điểm chính thì chúng ta sẽ thực hiện phương pháp chấn này, người ta gọi là chấn thủ an trạch và sử dụng cái chiêu phúc của cái Long Quy. Thì ở trong này chúng ta có tổng cộng là 7 cái điểm chính, bao gồm là 5 cái điểm ở cái phần trung cung, tức là cái phần trung tâm ở giữa. Thì chỗ cái chữ chính điện ấy, chúng ta nhìn thấy không? Ở chỗ đấy thì sẽ chấn bằng Long Quy. Còn là chúng ta sẽ có 4 cái điểm xung quanh tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ thì chúng ta sẽ chấn ở 4 góc. Thế thì còn 2 cái điểm đằng sau là hành kim, vì rằng là cái này là hướng tọa có bắc hướng nam cho nên chúng ta sẽ dùng kim để chúng ta bổ long. Thế thì bây giờ tôi cần có 7 cái vị trí chia thành 7 nhóm này. Thì mỗi một nhóm thì chúng ta sẽ chia và chúng ta sẽ đặt ở những cái vị trí đấy trước. Sau khi đặt ở vị trí đấy xong thì bắt đầu chúng ta còn lại là 28 cái điểm nhỏ tương ứng với cả 28 cái vị trí các cái cột. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần sau khi làm được xong 5 điểm chính thì chúng ta bắt đầu là làm phần nhỏ. Trong phần này thì nó có cái gói bột hoàn long. Thì chút nữa thì các bạn sẽ tập trung ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn từng cái phần, từng điểm nào thì đặt cái gì vào thế nào. Sau đó là phân công chia nhóm ra. Thời gian làm của chúng ta trong cái trường này chúng ta có khoảng 1 tiếng 30 phút thì chúng ta phải toàn bộ làm con giờ thân. Thì ngày hôm nay là ngày rộng đúng không ạ, tháng tuất giờ thân thì lấy tam cuội thân dấu tuất đủ lắm, chúng ta cứ làm thoải mái. Làm xin mời. Thì ở chỗ này nhá, hiện tại là ở phần trên này là thầy đã ngâm trước là cái phần nước thơm khai vận, tức là đã cái nước tẩy long rồi. Ở bên này chúng ta có cái đất, ở phần này là đất bồ đề đạo tràng, cái đất này để sử dụng để nạp linh với cả để hoàn long. Ngoài ra chúng ta ở chỗ này thì chúng ta cũng có bột hoàn long. Cái này thì nó sẽ có tập trung vào 5 cái điểm chính, 7 cái điểm chính đấy thì chúng ta sẽ cho nhiều hơn. Có 28 điểm nhỏ kia thì chúng ta sẽ cho ít hơn. Còn đưa cái gì xuống đấy thì trong cái sơ đồ thì thầy đọc cũng gửi cho anh chị. Cái sơ đồ chấn trạch tôi vừa gửi đi thì đã có hết, đã có cái mặt bằng chấn trạch hết rồi. Thế thì ở 5 cái điểm chính ấy, sau khi mà đặt hoàn long xong ấy thì 7 cái điểm đấy thì nó có mỗi một cái vị trí chân cột, tức là 28 điểm thì chúng ta đều sử dụng cái
lực lượng đại binh để chúng ta đọc xuống phía dưới để làm cái nền ở phần này. Ngoài ra thì bây giờ chia nhóm hãy kể chung anh chung là hỏa này thì đưa ra bên này rồi. Có bạn nào mệnh kim rồi. Tẹo nữa anh chuẩn bị cho em cái quả hồng chú Hạnh là chú Hạnh đây nhá. Đây hồng 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 đúng không? Còn màu trắng ở bệnh kim thì chỗ này anh Chiến này Chiến Chiến kim kia kia kìa chỗ cái cờ kìa đang kìa ai à, Thủy giơ tay anh Dương nhanh ở đây rồi ở đây rồi bây giờ Thủy mày quá đây này cờ đây này nhận vụ có chú Sam gì đây thầy nhỉ đây. Thủy tím này ở bạn là Mộc nhỉ Mộc đâu đưa đây Mộc ra cái góc phía đông ở đây có một bạn là anh thủ nhỉ thủ đi giờ đi cùng với tôi ra ở giữa còn bạn dư bạn nào bạn kim thủy nhỉ em kim đấy thủy đúng không kim thủy đúng không làm cho tôi hai cái điểm đằng sau hai điểm màu trắng hai cái điểm màu trắng cái điểm này nhá trong này chúng ta sẽ sử dụng này một là Thạch Anh này hai là Bất Cát Linh này thứ ba là tiền này và thứ tư là đồ trấn. Như vậy thì cách làm như sau. Đầu tiên ý, là chúng ta sẽ lấy cái bột đất cát linh chúng ta đưa xuống trước. Nó giống như cái keo để nó tạo cho cát linh xuống. Đúng không? Để cho nó hút lấy hết cái ẩm ở cái đất ra. Cho lớp mỏng thôi. Cái đất cát linh là cái đất để ngoài kia sẵn màu còn đâu kìa. Đấy. Sau cho... Dạ. À, không ít ạ. Ít thôi. Ít thôi. Tại cái này để thầy khai quang để biển nhãn. Độc. Lấy cái em lấy cái tam thần ra em cho vào em lấy cái tam thần ra em cho vào năm cái bát kia kìa vâng. Cho cái tam thần vào năm cái bát đổ rượu vào thôi rồi cái này còn chỉ nó sắc mới lại ấy vâng, vâng em biết rồi. Như vậy nha, là chúng ta có tổng cộng là 5 điểm. Như vậy thì 5 điểm thế thì chúng ta ở đây là nó sẽ đầu tiên nhá là sau khi chúng ta cho cái đất xuống một chút này. Sau đến bước thứ hai là bắt đầu là sẽ lấy cái đất của cái Bồ Đề Đạo Tràng này đưa xuống. Chúng ta có tổng cộng là 7 điểm chính thì cho cả mỗi lần cho xuống cái chỗ đất này nhưng mà đất này khi mà cho xuống là chia làm 3. Đưa xuống 1/3. 1/3 xong bắt đầu là sau khi nó 1/3 xong rồi thì lấy cái tam thần tưới xuống lấy tam thần tưới xuống xong xong bắt đầu là lấy cái bột hoàn long đưa xuống bột hoàn long mà thầy đã trộn sẵn đây rồi xong đầu là sau khi bột hoàn long đẩy xuống xong thì bắt đầu là lấy cái đá Thạch Anh cho một lớp bột lên trên nữa để cho nó dày lên xong rồi lấy đá Thạch Anh đưa xuống lấy anh đưa xuống xong xong đầu lấy cái lục tự đại minh đặt xuống xong lấy linh vật đặt lên trên lục tự đại minh được chưa? Thế thì trước khi đặt linh vật lên xong đó là dùng cái tiền du, cái đầu sâu tiền du tháo ra và rắc xung quanh, nó thả cái dây ngũ chỉ ngũ sắc này xuống luôn. Xong đầu lấy đất cát linh lắp lên trên. Nhớ, phải nhớ hết quy trình không ạ? Nhớ mới nhớ quy trình nha. Tức là nhà nhá, nguyên tắc này, không cái này không cần phải nhớ, nhớ cái quy tắc trận. Cái phần này là Thạch Anh thì nó là phần để lót nền. Thế thì muốn sử dụng linh vật thì cái phù này nó phải nằm A Di Đà Phật. Nó phải đặt như thế này. Nó phải đặt như thế này. Hiểu ý không ạ? Thế thì và sau khi đặt xong thì nó phải có tiền để trả xung quanh. Hiểu không ạ? Còn cái việc mà sử dụng cái nước bột này nó là cái tác dụng để trấn tẩy uế, có thể cho này trước hoặc cho này trước chưa sau một tí nó không ảnh hưởng. Thì nhưng mà nhớ rằng là cái bột hoàn long kia sau khi cho vào 7 cái bát thì mình chỉ đưa xuống nó khoảng tầm 1/3 thôi. 1/3 thôi. Trong đó là chúng ta sẽ 1/3 thôi, trong đó là chúng ta sẽ để còn những cái điểm hố khác nữa chúng ta cần mỗi chỗ cần cho vào một chút. Cái điểm thứ tư nữa đó là cái phần này ạ là chúng ta sẽ cho dần. Tức là nó sẽ được luyện cùng với cả cái đất cát linh. Tức là mỗi một vị trí nhỏ kia, tức là một không phải là 7 vị trí mà 28 vị trí còn lại
thì ở mỗi một cái vị trí đấy thì nó sẽ chỉ có là tiền xu và cái đá thạch anh trắng kìa. Nó còn cái đất của cái An Thổ ấy. Nhiều ơi, nhiều ơi. Kia nó có cái hộp một hoàn long, nó có chỉ sắt. Nam mô 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 Nam
thả đi cho mọi người, thả nó một sâu đi cho nó. Linh vật thì quay về hướng nam hết, thầy giảng mọi người hết rồi. Ừ, tôi biết, chắc biết mà. Dạ. Biết mà. Cái đá này cho nó dài ra xung quanh, quan trọng là cái tiền là phải xuống hết. Điều vị sa bà nam mô na mô đà nam man đồ đô đồ đô điều vị sa bà nam mô tam man na mô đà. Nhờ thầy chủ đàn để em ra kia tạ lấy khoảng 108 biến cái ám mi 30 hồng thôi. Được ạ. Thì để em sẽ ra bên này em. Ừ. Thẳng cái ra sau đó là cầm cái bát giải, cái chân nhang bình thường là không được giải cùng bỏ ra cứ nhổ hết cái chân hương như này cho mấy, nhổ hết cái chân hương cho vào cái chậu đang cháy này. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum.